Các bạn thấy là đây là hệ thống máy cắt chữ L tự động và sau đó qua hệ thống măng co tự động luôn. Đấy. Máy co màng tương đối là dài, loại này loại nhất 8. Đây là thành ra đấy, sản phẩm đây, các bạn nhìn xem. Rất là đẹp. Đều và không hề có những cái lớp nhăn cũng như là cháy do quá nhiệt. Và bóng cứ bóng co màng rất là đẹp. Không hề có cái tì vết gì cả. Đấy, không bị lỗi nhăn nheo của hiện tượng ngắn quá.